Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án Hydra. À, dự án này nó là lý trên hàn HT à, hàn Hotbit là một này, à, Uniswap này. Đấy, và sàn à, sàn gì mình cũng không nhớ nữa. Đó, ok. Thì để tham gia dự án này mình sẽ bấm vào link phần mô tả phần mô tả cho mình nhé Sau đấy mọi người làm xong nhiệm vụ này. Đầu tiên khi mọi người vào đây thì mọi người sẽ bấm start cho mình này. Sau đấy mọi người kéo xuống dưới này. Bấm submit cho mình. Tiếp theo mọi người join vào hai kênh Telegram và kênh group của nó nhé, sau khi join vào xong này thì, thì mọi người bấm đôn cho mình, rồi à khi khi join vào mọi người cẩn thận à, nếu như ở trong group của nó nó bắt uh, nhập mã captcha hoặc là à, kích và tôi không phải người máy mọi người nhập vào nhé, chú ý nhé, nếu không nó kích mọi người ra đấy, rồi nhiệm vụ tiếp theo là những màu follow Twitter thì ở đây mọi người follow Twitter thôi, nó không 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 bắt mọi người phải uh, uh, retweet và thả tim nhưng mọi người có thể uh, uh, thả tim để và retweet ủng hộ kênh uh, dự án nhé đây thì con này nó list ở trên sàn uh, Hotbit này, sàn XT này, mà Stake này và nó sẽ có ở trên uh, Uniswap mà nhé, à, nó cả mạng, BC, uh, cả mạng BC, cả mạng BC uh, cả mạng ETH, không biết nó có phải mạng BC không. OK. Bước tiếp theo, sau khi mọi người uh, đã like và retweet, uh, follow kênh Twitter thì mọi người nhập username của mọi người vào đây nhá Nhập username tài khoản uh, Twitter và bước uh, bước nữa là bây giờ mọi người sẽ tạo ví này. Bây giờ mình click vào đây cho mình tạo ví, mọi người, mọi người sẽ mở đây để tạo ví nhé. Rồi Thì ở đây mọi người sẽ bấm vào Get Start này Rồi Anh à, Nó bảo mọi người bấm Next thì mọi người bấm Next đó Ở đây bấm vào Continue này Rồi tiếp thôi Ở đây nó sẽ có hai hình thức này Một hình thức ở trên là tạo ví bằng 24 ký tự này Còn hình thức ở dưới là cây file uh, này Thì mọi người sẽ bấm vào mnemonic cho mình nhé Bấm vào đây Ok vì lý, vì lý do bảo mật nên mình sẽ che những cái ký tự này thì nó sẽ hiển thị 24 ký tự này. Ở đây nó có phần copy mọi người sao chép cho mình này hoặc là chụp ảnh màn hình lại cho mình nhá. Vừa chụp ảnh màn hình vừa sao chép lại cho mình. Sau đấy mọi người sẽ bấm continue thì nó sẽ hiển thị ba ký tự, ba cái hàng, ba ba cái ký ba tức là ba ô đấy để nó sẽ hiển thị ba ô bất kỳ để mọi người nhập lại những cái ba 24 ký tự này cho mình nhá. Rồi, bấm next này rồi ở đây này nó nó sẽ bắt mọi người nhập một là ký tự thứ hai là là chữ gì ký tự thứ sáu này ký tự 13 là ký tự gì sau đấy bấm check cho mình nhé ok sau khi mọi người nhập đúng rồi thì mọi người sẽ bấm check cho mình rồi bây giờ nó sẽ hiển thị là thế này mọi người sẽ bấm vào ok wallet rồi bây giờ bấm vào đây cho mình nhập 24 ký tự của mọi người vào đây cho mình nhé sau đấy bấm Ok. Ok như vậy là mình đã tạo xong ví rồi đúng không ạ? Bây giờ mọi người sẽ copy địa chỉ ví này. net này. Testnet này, này. Copy address này, Hình như ở đây này mọi người lưu lại cho mình cái địa chỉ ví này nhá mọi người lưu lại nhá thêm vào màn hình chính nhá. sau này tóc cần nó sẽ trả về phân phối về đây mọi người nhá đấy mọi người lưu lại rồi nên nhớ tóc cần nó sẽ trả về ví ở đây nhá rồi bây giờ bấm vào ba gạch này ở đây mọi người sẽ đổi tên cho mình nhá bấm red name này OK. Cái này thì mọi người sẽ thay đổi được nhá. À, mọi người lưu ý nhá, không 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 xóa nhá, không xóa ví nhá. Nếu mà xóa ví là sau này mọi người truy cập vào mọi người cũng không có cái ví này đâu. Tức là mọi người cần phải tạo một cái ví mới đấy. Tạo ví mới thì xem như ví án này là mình vứt đi đúng không? đấy Nói token nó trả về rồi. Đấy, đúng không? OK chưa? Ví này thì uh, nó sẽ làm lâu lâu dài nên mọi người cũng phải cẩn thận nhá. Rồi, bấm vào ba gạch này. À, không bấm vào đây luôn. Này. Bấm vào đây thì nó hiển thị ví này, nhưng mà copy cho mình. copy đâu ta không có chữ copy không mà bấm vào đây đè vào đấy nhá chép rồi bây giờ quay trở sang bên bên này này bên boss này người để chỉ ví vào đây cho mình rồi như vậy đã xong mình đã hướng dẫn mọi người làm xong dự án này rồi bấm bay lên và check số dư nhá Ok mọi người sẽ nhận được 500 token hard ID này nhá Và con này nó đã delete ở trên Hubbit nên mọi người yên tâm nhé Đấy và mọi người sẽ có link red mà chia sẻ với bạn bè người thân này à, xin lưu ý là token nếu như nó phân phối nó sẽ trả về ví này mọi người nhá đấy nên mọi người chú ý như mình nhá rồi ok with cho mùng 1 tháng 9 này nó mới phân phối à à mùng 1 tháng 9 nó là hết à hết uh, hết hết vào mùa vào mùng 2 tháng 9 là nó phân phối hay là gì đây cũng không biết được rồi Ok như vậy mình đã hướng dẫn mọi người dự án nhận token cần uh, HID uh, uh, Ờ, nhận được mua uh, nhận được một năm trăm token HID nhé tạm biệt mọi người hẹn mọi người video dự án tiếp theo